Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của em nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là cái tủ lạnh này thì dòi là nó cũng ra ngoài luôn nha cô chú. Đó thì phía trước là cũng có cô thì cũng đang là xịt nước cô chú anh chị. Đó dòi luôn, phải nói rằng hiện tại bây giờ là cái tủ lạnh này là nó rồi dòi luôn cô chú. Đó bên ngoài thì đây cô chú anh chị. Đó bên ngoài thì xịt nãy giờ em thấy mấy con dòi luôn cô chú. À, phải nói rằng là cái tủ lạnh của cô cháu gái này đây đây dòi luôn nè nè đó cô chú, đây dòi luôn ghê, ở dòi luôn cô chú, đây con dòi bao bê phía trước luôn cô chú anh chị, rất ghê luôn. Đây con nó cho theo dòng sông đó nè, wow. Đó cô chú ơi, thì phải nói rằng là hiện tại bây giờ cô chú là cái tủ lạnh này là phía bên trong cái tủ lạnh đó cô chú là những cái thực phẩm mà trong thời gian một năm vừa qua cô chú anh chị thì nó cũng đã là sinh dòi rồi cô chú. Đây nó bò ra lóc nhóc luôn cô chú, ghê quá. Đó cô chú, con này sao nó mập dữ ta, mập quá nha, rất là bay mùi thối luôn cô chú. Phải nói rằng hiện tại là bây giờ là nó bay mùi rất là kinh luôn cô chú anh chị. À, thì em ra xa rồi quay chia sẻ đến cho cô chú anh chị được biết nha. Thì hiện tại bây giờ cô chú là vừa rồi là cái chị giúp việc của chị Loan á cô chú anh chị thì cũng lấy cái dòi nước á cô chú thì cũng xịt xịt cái bên dưới cái cỡ tủ lạnh đó cô chú anh chị. Thì phải nói rằng là hiện tại bây giờ là bên trong cái tủ lạnh đó mà dòi nghe nó bò lúc nhúc, nó bò xuống ở dưới cái đớ chân tủ lạnh đó, cho nên là cái chị cô giúp việc này mới là lấy cái dòi nước xịt chích. Mà phải nói rằng cô chú là nó thúi luôn, nó rất là thúi đó phía trước, nó thúi kinh luôn cô chú. Thì ngày hôm qua là chị Bùm Bùm cũng có livestream là chia sẻ rồi, thì mấy anh em của tụi em là cũng có quay những cái video để chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị yêu thương chị Loan được biết. Thì phải nói rằng hiện tại bây giờ là ở trong cái tủ lạnh đó những cái số thịt nè, anh Linh tí đến luôn cả nhà. Dạ thì sáng sớm hôm nay cả nhà, chị Minh Tý và chị Bích Trâm vừa đến luôn cả nhà. Sáng sớm này anh đến để xem cái tình hình cái tủ lạnh đó ra sao đó anh. Đúng rồi, đúng rồi. Nhỏ đây coi anh chị vào bên trong kiểm tra cái tủ lạnh bốc mùi thế nào đúng không? Bây giờ mấy anh em mình theo chân anh chị vào bên trong tối nó như thế nào ha, và chia sẻ lại cho khán giả xem cô chú chị làm sao. Chị Loan, buổi sáng ngày hôm nay nha, cô chú chị cùng với là hai nhân vlog và hậu nhân vlog ha cả nhà. Hiện tại á thì mấy anh em nó phát hiện rồi, nó bò ngoài rất là nhiều luôn. Sau khi cô dịch cô á, cô trong vệ sinh á, cô dò nó lấy mặt khối u luôn anh. À, con nó thành tinh rồi em, dòi thành tinh rồi, bây giờ mở ra là nó cả ký trong đó chứ một con nó nhầm nhòi gì, chẳng qua là nó kín quá. Sáu con luôn, nó bò lúc nhúc luôn á. Nó kín quá. Với lại cái vấn đề này nè, hôm qua có rất là nhiều quý cô chú anh chị là nói với anh á, nói với chị Loan, là nhờ anh nói với chị Loan là mua một cái bao mà thật là to bự á để chùm cái tủ lạnh nó lại và dán kính mít lại. Thì bây giờ là không có dịch chuyển đi được. Bây giờ thì anh Linh Tý bên trong xuống nè sẽ bàn kế hoạch với chị Hồng Loan như thế nào nè, anh em mình thử. Rồi phải nói rằng là bà mong rằng là ngày hôm nay á là chị Loan là sẽ giải quyết cái tủ lạnh luôn nha cô chú. Hiện tại bây giờ là dòi nó ra rất là nhiều rồi. Chào chị. Ý anh chị xuống rồi chúng em chờ. Đây em ở đây 24/24 mà. Dạ anh Tý. Dạ. Ở đây 24/24. Hôm nay chị xuống đây chắc có một cái đi tặng rồi cho bà cái nước nè. Dạ, đã lội nước hả? Tưởng đâu chị đến đây, xem cái tủ lạnh chứ. Đây. À cô lấy số rồi hả? Còn chú rồi chị ơi. Ủa có bán bánh nước đâu rồi chú? Chị có đồng thai không? Đồng thai không có chưa nghe vô chưa?
có người tặng quà cho cô bán bánh nước. Đã à, giờ chị Trâm à, vô xử lý cái tủ lạnh luôn á chị Trâm. À, một tí hả? Không chỗ, không chỗ, không chỗ. Mà ở đây cũng có chuyện bao nhiêu lâu nữa bay mùi kinh luôn á bạn. Phải nói rằng cái tủ lạnh là sáng ngày hôm nay là dòi nó nhúc nhích luôn á, kinh luôn, quá là khủng khiếp ha. Xuống nằm luôn. Trời ơi, cái nhà thâm lừng nha. Nhà thâm lừng. Ủa bây giờ đường này đi hết được. Để trong cái đất xong rồi ra tặng người lớn nó đưa. Ok vậy thôi anh, chị mới biết. Không phải cái tủ lạnh, bây giờ là chị đã phụ biết chị ngon thì cũng đang là rưa cái tủ lạnh đó anh. Kinh. À, cô chú thì à, hiện tại bây giờ là vợ chồng anh Linh Tý thì à, cũng đến nhà chị Loan rồi nha cô chú. Đó thì à, cũng đang vào bên trong thì à, sắp sửa đây á, là chị Bích Trâm cũng có một cái món quà để tặng cho cô bán bánh ướt. Mà phải nói rằng là buổi sáng ngày hôm nay á, là cái dòi á, dòi luôn á, nó nhúc nhích luôn, từ trong tủ lạnh nó bò ra luôn á cô chú anh chị. Đó, nó thối kinh luôn. Đó, hiện tại bây giờ thì cô phụ việc của chị Loan là cũng đang xịt nước nha cô chú. Đó, rửa bên ngõ cái tủ lạnh á, dưới cái đó nó rất là hôi luôn cô chú. Mà nghĩ sao cái cô cháu gái này hiện tại bây giờ là nó cũng lên tiếng là nó nói rằng là nó sẽ đỡ lại cái tủ lạnh này dày hoài luôn, đỡ cho là gia đình của chị Loan là hưới cái mùi đó nha cô chú. Rất là bức xúc về mẹ con cô cháu gái này luôn. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Sáng ngày hôm nay thì vợ chồng anh Linh Tý cũng đến rất là sớm luôn cô chú. Hiện tại bây giờ là chỉ có 8 giờ hơn thôi cô chú anh chị. Dạ thôi giờ em xin phép cô chú anh chị và các bạn em kết thúc video tại đây nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video sau nha. Dạ còn mong rằng cô chú anh chị và các bạn cho em xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ nha cô chú. Dạ em chào cô chú nha.